Nào, chúng ta cùng tham quan một khung cảnh chợ quê. Bây giờ các bạn ơi, đây là cái chợ nhỏ xíu xíu đó, đi vui không? Đó, đi vào trong chợ với mình nè. Đúng là giống như tập tạ vậy đó. Tập thể hình gì? Ai tàu hủ không? Đó, hết trơn rồi, không còn gì hết rồi. Ô, trong là cái lu. Rồi, quý vị các bạn thân mến, bây giờ thì đoàn mình rời khỏi resort Sankofa về nguồn để tiếp tục di chuyển về khu vực đầm Phá Tam Giang, đầm nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Đây là con đường dẫn vào cái khu resort về nguồn Sankofa. Hy vọng là trên đường sẽ có cái gì hay ho để giới thiệu đến quý vị các bạn nhé. Chờ. Cái máy này giờ quay dễ được luôn đó. Hi hi hi. Hi 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 đó. Tự sướng được luôn, quay ngược trở lại luôn đó. À, thấy quyền đám luôn đó, động đáo chưa đó. Yeah. Yeah. Bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi. Oh, yeah. Rồi. Trong đoàn của mình mọi người có thấy một cái bạn áo hồng không? Đó, dễ thương chưa? Răng trắng nhỡn luôn. Wow, áo hường răng trắng nhỡn đây. Đây còn một bạn này thanh niên lâu năm nè, đó. Áo trắng. Đồng hành trên từng cây số. Đó, đường quê, đường quê. Mình rất là thích mấy cái con đường quê vậy nha. Không biết quý vị các bạn nghĩ sao chứ mình nhìn những con đường quê và mình rất là khoái. Ủa, bác Tài chạy có vẻ tốc độ cao lắm hay sao? Thấy nó lướt lướt hai hàng cây, nó lướt lẹ quá trời. Trời ơi, trời xanh đẹp chưa? Ở đây là thuộc huyện gì ta? Hương Trà. Hương Trà. Đây, ở đây là huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thật ra mình quay để mình tìm có cái đề tài, có cái gì hay hay không, có nhân vật gì hay mình nhảy xuống liền. Ồ, bên đây có cái hồ sen kìa, đấy, đẹp chưa? Sen này mọc tự nhiên luôn á, sen giống như sen á. Xin báo cáo với quý vị các bạn là ngày hôm qua là đã hoàn thành được các cảnh quay quan trọng của MV Mưa Trên Phủ Huế. Ủa, Ai Ra Xứ Huế? Nhầm. Ủa, Lăng Khải Định lần đầu tiên mình được vào cận cảnh như vậy, đẹp quá trời đẹp luôn á. Hy vọng rằng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn trong music video sắp tới của mình, cũng như là một món quà để gửi tặng đến khán giả ở Huế nói riêng và khán giả toàn quốc nói chung. Đây, thì đây mình quay lại đây. Ồ. Không. Ồ, quán gì vui vui ngồi lề đường vỉa hè quá trời. Ồ. Bên phải đây nè, có cái chợ vui nè, bà. Stop đây giùm anh đi.
Vui quá, cái gì lạ lạ đây nè. Đây, cái trên này nè. Đó, cái gì bạn ơi. Thấy chưa, tôi nói mà. Ống kính của Coleman là hơi bị xịn luôn á. Đó, các bạn thấy có một cái chợ nhỏ nhỏ. Nào, chúng ta cùng tham quan một khung cảnh chợ quê. Thứ nhất là phà, thứ hai là chợ quê, là những cái nơi mà khi mà mình đi là luôn luôn mình cố gắng mình ghé. Sắn ống quần lên chút xíu để nó đi đâu phết ở dưới. Ủa xuống luôn hả? Ủa không cho xuống hả? Xuống. Nắng lắm. Thấy cái việc bạn thấy không? Đó, cái chợ quê vui chưa? Đó, ngay cái ven đường luôn. Bán áo quần, bán đủ thứ các cái hết. Thôi. Tôi dừng dạ. Thì đi tham quan chợ. Nghe tiếng nhạc văng vẳng đâu đây. Coi chừng dính bản quyền nhạc nha, nó lớn lên luôn. Ôi. Ô đây bán bùa, bán đủ thứ hết cái gì các bạn ơi dạ. Ô. Xôi gì vậy cô? Xôi gì vậy cô? Xôi bắp hả? Xôi bắp bánh lọc luôn, tất cả trời ơi bán đủ thứ luôn. Ồ cái quán cà phê cái mọi nhà. Ô cái chợ bé xí xí à, vậy thôi á. Ô đi lụa đi qua bên trong chợ này coi thử. Thôi. Bây giờ các bạn ơi đây là ở cái chợ nhỏ xíu xíu đó đi vui không? Đó đi vào trong chợ với mình nè. Đó. Lâu lâu đi tham quan chợ quê chơi. Ồ. Bán. Dạ. Nắng quá. Bán gì vậy cô? Bán đồ hũ. Rồi bán đồ hũ nè. Ô. Nhìn cái gánh của cô dễ thương không? Giống như cái gùi vậy đó. Dạ. Ồ, gánh nhà quê nè bà con này, nhìn thấy chưa? Chưa đó, bây giờ đâu. Bây giờ các bạn trẻ là dễ gì nhìn thấy được cái này đúng không? Đó. Ồ. Sáng xách lên xách xuống là giống như tập tạ vậy đó. Tập thể hình gì? Bữa nay cái này không có mua cái rang này đâu nha. Đó, cái này là chuẩn bị đưa vô viện bảo tàng rồi. Ai tàu hũ. Đây, tàu hũ nằm trong đây này, giữ nóng đây phải không cô? Rồi, hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi. Ồ, hết rồi. Dạ, xin phép. Ồ, hết trơn rồi, không còn gì hết. Rồi. Ồ, trong là cái lu. Cái lu, nó nặng lắm. À, hèn chi mà nói sao cái gì nó nặng vậy. Nhưng mà vẫn còn thơm nóng luôn. Bán buổi sáng một cái lu vậy thôi hả chị? Dạ, bán cái lu này được bao nhiêu tiền? Ít. Ít hả chị? Mấy trăm hả? Ồ. Lời đủ ăn được rồi. Lời đủ ăn. Ngày kiếm vài chục ngàn đủ rồi hả? Ừ. Dạ. Rồi dễ thương quá. Rồi bên đây bán tàu hũ, bên đây bán đậu hũ. Bên đầu đó. Dạ. Dòng họ đậu nành hết. Rồi đi vào chợ quê trôi luôn. Thế nè, ngồi cô ngồi nhai trầu đã không? Đó, dạ. Măng chua. Măng chua kiểu chua. Dạ chua. Nghề gừng cao. Dạ con chào. Thôi coi. Đẹp trứng lên. Đồ cười dạ. Năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ạ? À? À mẹ 76 77 á. Trời 76 77 mà nhìn khỏe re luôn rồi trời. Khỏe. Đó cho tươi lên. Mẹ được mấy cháu rồi? Có cháu đông lắm. Cháu đông lắm. Con cả con bực được. Con là 7 đứa. 7 đứa. Con cháu là cháu gần 20 đứa rồi. Có chắc rồi chứ. Có chắc luôn. Ừ. Chắc 2 3 đứa, 3 đứa, 4 đứa. Ồ, có chắc luôn, có chắc luôn. Chắc là chưa bằng cố á. Cố á? Dạ cố. Cố loan rồi. Dạ cố nội cố ngoại luôn. Cố nội cố ngoại. Con nội với cả con ngoại nhiêu. À. Trời ơi. Con gái 56 năm 7 tuổi rồi, con gái con đâu á. Rồi. À. Con mới có 51 à. Dạ. Rồi con gái của cụ là lớn hơn mình luôn. Đây, nhìn thấy cụ ngồi. Con gái tôi Ti đó, Ti 56 năm 7 rồi. Dạ, nhìn thấy cụ ngồi nhai trầu đã chưa? Đó. Bà mẹ Việt Nam đó. Đây là hình ảnh của bà mẹ Việt Nam, bà mẹ Huế đó nha. Sắc. Rồi thôi con chúc mẹ nhiều sức khỏe nha. Dạ, dạ. Con đi tham quan một vòng. Dạ. Ủa cái chợ này là chợ gì mẹ? À chợ Đinh. Chợ Đinh Lăng Hồ, trên Lăng Hồ chợ Đinh. Chợ okay. Đinh Làng Hồ. À đây là chợ Đinh Làng Hồ chắc đó là Lăng Hồ. Dạ. Làng Hồ. Làng Hồ.
Đây là chợ Đình Làng Hương Hồ. Hương Hồ, Hương Hồ đó, mà chợ Làng Đình. Hương Hồ. Đó, chợ Đình. Dạ. Cái làng nhỏ. Chợ Đình Làng Hương Hồ. Cầm luôn. Đây là chợ Đình Làng Hương Hồ nha quý vị và các bạn. Chắc chắn là chắc không ai biết đâu, tại mình cũng không biết nữa. Chợ trong cái giọng á, lúc chưa nắng cỏ mà chưa ở món cỏ chơi hết. Dạ. Đó. Ở đây là huyện gì? Đại bữa lên thành phố rồi. Dạ. À, dạ bữa lên thành phố luôn rồi. Dạ. Dạ. Quay phim mại rồi đó. Trời. Các cô, các mẹ, các o, các mẹ. Dạ thương ơi, cười, cười, đã cười, trời ơi, cười hàm răng, hàm răng, hàm răng trắng bóc luôn. Mẹ đang nhiêu tuổi? 80. Ở Huế này nha, đặc biệt. Dạ. Ở Huế này mình cảm giác là những cái người ở Huế sống lâu giống như là ở Nhật Bản vậy đó. Ở Nhật Bản là các cụ già sống rất là lâu luôn. Tại vì sao? Cái không khí ở đây nó rất là đẹp. Không khí ở đây nó rất là sạch nè, trong lành, cho nên là các cụ ở Huế mà ở miền quê là sống lâu lắm nha quý vị các bạn. Đó. Đó, mà rất là khỏe đó. Nhìn 80 bảy mấy ngồi, trời ơi, ngồi cái tướng bá đạo chưa? Đó, xuất sắc chưa? Vui thiệt. Mua nhãn không chị? Mua nhãn. Ủa có con em này đâu vậy? Nhìn quen quen. Dạ. Rau muống. Ôi bún mì nè, các loại luôn. Dạ. Ủa cái sợi này sợi gì vậy ta? Bánh canh hả? Bột mì, bánh canh. Bột mì nấu bánh canh đó. À cái này là bánh canh hả? Ủa cái sợi bánh canh đây lại vậy ta? Bột mì đấy, bột gạo đấy. Dạ, bột mì, bột gạo. Bánh canh, bột gạo. Ủa cái này tương gì á cha? Được mắm nêm, ăn với bún. À, mắm nêm ăn với bún. Mì tí. Ôi, ở đâu vui quá. Trời ơi, chợ quê đi vui á hả? Đủ hết nha, đó họ cứ ngồi rồi cái chợ quê rồi, chợ này là thuộc là chợ lớn á. Đây chợ Đình là chợ Đình Làng Hồ, Hương Hồ đó, quay thịt đó. Dạ, đi vào quay giới thiệu chợ Đình. Dạ, chợ Huế mà chợ quê mới hay nè. Cái chợ này là không phải ai cũng biết đâu. Dạ, sao biết được? À, lòng heo. Rất là đời, rất là cuộc sống vậy. Rồi, cuộc sống bình thường. Rồi, thấy chị bánh mì. À, đã qua. Rồi, đó, rồi, bánh mì. Bà quẹt luôn, bánh mì, biểu diễn bánh mì. Hello. Trời cười. Trời ơi, giờ cười sảng khoái chưa? Đó. Đó, có bánh mì bột lọc nè. Ai ăn bánh mì bột lọc không? Nói dạ. Ô, cái ổ bánh mì Huế nè. Hấp dẫn không? Dạ. Bánh mì này bánh mì thịt nướng hả? Dạ, dạ. Rồi, ăn với sữa luôn. Cái bánh mì bơ sữa. Ồ, bánh mì bơ sữa. Dạ, dạ. Vui quá. Trời ơi. Dạ. Người ở Sài Gòn. Dạ. Về quay làm gì là chú? Dạ, giới thiệu cho dân Sài Gòn với các thành phố lớn biết là có cái chợ vậy. Họ đâu có biết có cái chợ mà giờ quê dễ thương vậy đâu. Dạ. Ở đây là mình thấy là các cái hàng quá nha. Ví dụ không có liên quan vậy đó. Bên này bán thịt, bán lòng heo. Bên này bán mì. Bên này bán áo quần, cái là ở dưới thì bán ra chợ lộn xộn. Chợ lộn xộn. Không biết hay quá. Ở dưới đây bán cá, ngồi sát sát nhau vậy. Hả? Dạ. Dạ, trong làng tổ chức ra cái chợ để chồng những người quê, dạ. Người già đó họ đi chợ cho gần á. Dạ. Ủa nhưng mà làng chợ này lâu chưa? Còn chợ nữa. Không, vậy là còn chợ. Cái chợ này chắc cũng lâu năm rồi hả chị? Mới. Chợ mới hả? Ồ. Bây giờ mà còn cái chợ mới mà giờ khoảng 5 năm hả chị? Những người già chợ cho gần. Trời ơi. Vui. Dạ, thôi chợ này mới đẹp nè. Dạ, chợ này mới vui. Mà nay rất nhột nạt thiệt. Dạ, rồi hết đó. Mọi người nhìn thấy hồi nãy cái mình đi là mình đụng nè đó. Đây đụng đầu luôn nè. À, trời.
Ủa cái gì nặng nặng như này vậy? Nước hả? Trời ơi, coi chừng đội cái nước đổ tùm lum hết chết luôn. Mình lại tưởng là chắc là để trái cây hay là để khoai tây gì đó, rau ráng như đây. Nước. Trời ơi, vui thiệt. Trời ơi, nhìn thấy cái mái nhà rồi, rồi đó. Có chỗ thì nắng, có chỗ thì mát, nói chung là dạ. Mà nói chung là các chị ở đây rất là vui vẻ luôn. Dạ, chào chị. Dạ đúng. Ủa sao chị biết em? Dạ, vì hay lên YouTube. Dạ, chào chị. Đó, hên quá. Cuối cùng cũng có người nhận ra mình. Trời, an ủi cuộc đời dễ sợ. Dạ. Dạ, đi ra đây có công việc. Dạ, xong nãy đi ngang thấy cái chợ vui quá, nhảy xuống quay chơi. Dạ, chợ quê. Dạ, chợ quê. Mấy cái chợ này bây giờ hiếm lắm, làm gì còn nữa. Dạ, ở đây là đường phạm. Dạ. Là ở đây là... Dạ. Mà ở đây vui quá, mọi người vui vẻ, dễ chịu ra luôn á. Nãy giờ mình đi vòng vòng, đóng mua gì đâu, không ai nói gì chứ. Chứ có một số cái chợ khó chịu nha, đi vô nói là sáng sớm mà đi là bị chửi liền á. Dạ, mấy một chợ đây khỏe lắm. Dạ, đây khỏe lắm. Mơ nó còn đá vậy. Dạ. Nụ cười tỏa sáng. Trời ơi. Ôi. Ở đây cá tươi quá trời nè, ôi. Này. 20 ngàn đó, không bằng xe. Cá tươi rồi rõi luôn, cá tươi rồi rõi, cá tươi rồi rõi. Bên kia giống cá kình quá ta. Phải không? Ủa, cái kia là cá kình đó phải không chị? Ồ, cá kình, bánh khoái cá kình. Mọi cái tại chỗ hết, dễ thương vô cùng. Trời ơi, có cái chày, dạ. Có cái chày độc đáo ấy ta. Cái này cá ngừ hả? Đó, tiền xong ta bỏ vô cái rổ luôn là dễ thương không? Trời ơi. Đó, ăn xong rồi. Trời ơi, cá mua 20 ngàn kìa. Đó, mua một khứa cá về 20 ngàn. Trời ơi, dễ thương. Vui ơi là vui. Đó quý vị các bạn thân mến, nhiều lúc là đi du lịch đó là phải trải nghiệm cái đời cuộc sống. Chứ còn đi du lịch mà nói chung là ở 5 sao rồi ở resort rồi xong rồi thư giãn xong không đã đâu. Nói chung là cuộc sống của chúng ta là sống là phải giao tiếp, phải tìm hiểu nhiều góc độ của cuộc sống, nhiều góc ngách của cuộc sống, nhiều lát cắt của cuộc sống thì chúng ta mới thấy cuộc đời nó đáng yêu như thế nào. Đó, chúng ta thấy một cái chợ nhỏ, một cái chợ quê như thế này, chợ tự phát nhưng mà người ta, mọi người dễ thương, thân thiện vô cùng luôn. Đó mới là cái điều giá trị lớn nhất của cuộc sống đó không quý vị các bạn. Rồi, mọi người có đi về nghỉ dưỡng ở cái về nguồn Sankofa thì dành ít phút thôi, chạy từ đó ra đây có 5 phút đồng hồ thôi, ghé thăm một cái làm một cái chợ quê, chợ đình làng Hương Hồ, chợ đình làng Hương Hồ rất là dễ thương luôn. Phường Hương Hồ á chị, dạ chợ đình phường Hương Hồ rồi, phường Hương Hồ đó. Làng Long Hồ Thượng, phường Hương Hồ đây rồi, có nhìn đó cụ hút thuốc này, đọc chưa, thuốc rê hả cụ, thuốc này tự vấn hả? Dạ. Không ăn mà hút không? Dạ. Thêm hút á. Không ăn mà hút. Thêm hút mà nó sạc chứ không ăn mà hút, thêm hút á. Dạ. Bạn lô đi mà thêm hút về sơ đi. Ồ. Dạ. Cô là cô hút thuốc rê không hả? Tại vì cái sụp thấp của mình á, mình lô mình trong lá mình sắc. Ủa, mình nói bằng cái lá gì cô? Lá cái cây mình lô á. Ồ. Mình lô cái cây da, mình tẩy cho nó xấu. Cô có đem cô? Không, để cho con miếng nó mới thay hụt đấy. Còn miếng nữa hả? Trời ơi, tưởng như xin tính sinh. Chứ hụt con xin ba nữa, từ ba đã có. Dạ, tính sinh có một điếu, con làm điếu. Thôi, dạ. Thay hụt nó xay chứ. Dạ. Thay hụt nó xay chứ. Dạ, thử coi cảm giác nó xay sao. Dạ, dắt bên đây có cục cái chân á. Rồi, dạ, cô hút đi con. Cô hút đi con bắt trước. Dạ, đi bạn nó bắt thêm, nó hụt. Dạ, dạ. Trời ơi, thương quá. Một cái là kê đó. Đó, cô nói không cần ăn sáng.
chỉ cần uống thuốc, dạ. uống thuốc uống nước chè, uống nước chè. Ồ. Thì ba uống thuốc, dạ. Nước chè. Dạ. Ra về thì mình nấu ăn và khi nào mới ăn cơm. Dạ. Làm điếu thuốc rê, làm điếu thuốc rê. Dạ. Ở trung tâm. Dạ. Ở trung tâm. Gần bên chùa Hưng Thống. Dạ, dạ. Ra bạn chờ đi. Ồ. Dạ. Dạ. Cô năm nhiêu tuổi cô? Em năm nay cô năm nhiêu tuổi? Cô năm nay bao nhiêu tuổi? 67. 67. Dạ. Lăn tay. 67. Dạ. Rồi cô kéo hơi đi cô. Rồi, xuất sắc. Ôi trời, quẹt nữa. Quẹt đâu. Rồi. chân dung quan trời ơi mấy cái hình này đẹp quá không trời ơi dạ dạ nói chung mình không nghe được gì hết chỉ thấy cô vui quá mình vui luôn cười luôn đó uống trà rồi trả tiền là trả chi là trả đó trong trong đây năm 3.000 cái này này bà con ơi cho đây năm 3.000 cái thỏ ba cho đây năm 3.000 cái được các bạn ngồi bảo ngồi thân thuộc thôi sợi tấm bay thiếu bảo không vui cười dạ rồi thưa thường rồi dạ cái một cái được một cái đây đi một người đang hai mươi bạc dạ một chai nắm ngang nó cũng chai dạ dạ ăn được một chai về thử thôi dễ thương dễ thương có chai thì ăn dạ ai uống có mấy chai mấy ai mua đây gửi biểu cô nha đó bữa biểu cô mua thuốc hút với chè ok dạ dễ thương dạ 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 chào tạm biệt cô. Rồi xin chào tạm biệt quý vị các bạn, ở đây là chợ Đình, phường Hương Hồ, làng Long Đình Thượng phải không cô? Dạ, phường Hương Hồ. Dạ. Long Hồ Thượng. Dạ. Thị xã Hương Trà. Thị xã Hương Trà, thành phố Huế. Rồi, dạ. Dạ nhớ. Dạ. Rồi chào tạm biệt quý vị các bạn nha, quá vui. Dạ, chào cô. Chào cả nhà.